Giêng 2018 tại nhà Việt Nam thuộc thành phố Fortress, Virginia, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thành Đốn tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày thành lập hội và bầu lại tân hội trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2020. Thành phần tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh là cố vấn hội, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên hội, Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận, và nhiều hội trưởng các hội đoàn khác cũng là hội viên của Hội Sài Gòn Gia Định, cùng toàn thể hội viên. Ngoài ra còn có truyền thông báo chí trong vùng. Vào thời điểm cuối năm 2015, có 17 đồng hương đã can đảm đứng lên thành lập Hội Đồng Hương Sài Gòn Gia Định. Tính đến ngày hôm nay, có được 148 hội viên. Sinh hoạt của hội gồm có trực tiếp tham gia các lễ hội quan trọng như lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ nhị vị trưng nữ vương, yểm trợ tài chánh trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa do Hội Biệt động quân khởi xướng, yểm trợ tài chánh do các cụ cao niên ở hai nhà dưỡng lão ở Virginia và các hội đoàn tại địa phương trong sinh hoạt văn hóa chính trị của họ. Yểm trợ tài chánh Em Viết Tiếng Việt do Nhà Việt Nam tổ chức. Tổ chức thăm viếng các gia đình hội viên bệnh hoạn, tang chế, tham dự các tiệc vui của gia đình các hội viên, kêu gọi hội viên và thân hữu đóng góp vào quỹ cứu trợ thương phế binh do Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa chủ xướng hàng năm, tham gia các sinh hoạt chống cộng tại Hoa Thành Đốn và phụ cận. Đặc biệt trong năm 2017, yểm trợ tài chánh cho Ủy ban xây dựng tượng đài lực lượng người nhái Hoa Kỳ tại Virginia Beach, một đơn vị quân đội Hoa Kỳ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh rất nhiều cho chiến tranh Việt Nam. Yểm trợ này mang đến kết quả tên của hội đã được khắc trên bảng đá, mài được lưu truyền mãi mãi cho thế hệ mai sau. Ngoài những hoạt động liên hoan văn hóa, giáo dục xã hội, chống cộng và tương thân tương trợ, hội đã quyên góp của hội viên và đồng hương 4.620 Mỹ Kim để tặng cho nạn nhân trận bão lụt Harvey của người Việt ở Houston, Texas. Cuối cùng, hội đã bầu lại hội trưởng mới theo đúng nội quy. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng được tái đắc cử nhiệm kỳ 2018-2020 và ông đề nghị lưu nhiệm các thành viên điều hành cũ. Thưa quý vị, Hội Sài Gòn Gia Định là một cái hội mà nhất là đã được thành lập tại vùng Hoa Thành Đốn thì tôi nghĩ là có thu hút được rất nhiều đồng hương sinh sống tại đây, vì theo tôi biết thì sau 1975 chúng ta di tản và số đông người sinh sống tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn là cư dân của Sài Gòn Gia Định, phần lớn đã đến vùng này để định cư. Và nhân tiện đầu năm dương lịch 2018, thay mặt cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị hội viên, thân hữu và giao quyến cùng tất cả quý bà con khán thính giả của đài SPTN năm mới được an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Buổi họp mặt kết thúc lúc 3 giờ sau những màn văn nghệ giúp vui cây nhà lá vườn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.